quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình Quân khu 5. Trong chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau. Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm ngày truyền thống lực lượng vũ trang quân khu 16 tháng 10 1945, 16 tháng 10 2021. Hướng đến kỷ niệm 75 năm ngày toàn quốc kháng chiến, các cơ quan đơn vị lực lượng vũ trang quân khu quyết tâm hoàn thành xuất sắc các mục tiêu nhiệm vụ còn lại của năm 2021. Phong trào phụ nữ lực lượng vũ trang quân khu 5 với nhiều mô hình thiết thực hiệu quả. Vượt hơn hàng ngàn cây số, cán bộ chiến sĩ quân khu 5 hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng đưa cho cốt của nạn nhân tử vong do Covid-19 từ thành phố Hồ Chí Minh về với quê hương gia đình. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Tại Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 vừa tổ chức buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang quân khu 16 tháng 10 1945, 16 tháng 10 2021. Ngày 16 tháng 10 năm 1945, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng và chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 12 chiến khu trên cả nước được thành lập, trong đó có chiến khu 5 và chiến khu 6, gồm các tỉnh Đồng Bằng từ Đà Nẵng đến Bình Thuận và 4 tỉnh Tây Nguyên hiện nay. 76 năm qua, các thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu đã đóng góp công sức, trí tuệ, mồ hôi và cả xương máu, góp phần cùng cả nước đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây đắp nên truyền thống, tự lực tự cường, khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ, mưu trí sáng tạo, chiến đấu kiên cường, chiến thắng vẻ vang. Trong giai đoạn hiện nay, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, lực lượng vũ trang quân khu 5 luôn nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, xây dựng các tỉnh, thành phố trên địa bàn quân khu thành khu vực phòng thủ, cơ bản, liên hoàn, vững chắc. Tích cực chung sức xây dựng nông thôn mới, đặc biệt luôn là lực lượng nòng cốt trong tham gia phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn và phòng chống dịch bệnh, tỏa sáng hình ảnh bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Với những thành tích nổi bật, lực lượng vũ trang quân khu đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 2 huân chương sao vàng, 2 huân chương Hồ Chí Minh và nhiều phần thưởng cao quý khác. Tiếp nối truyền thống và thành tích đã đạt được, lực lượng vũ trang quân khu 5 quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, lập nhiều thành tích, chiến công mới, trước mắt là nhiệm vụ còn lại của năm 2021 và những năm tiếp theo. Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu vừa có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông về nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Thời gian qua, Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu đã phối hợp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông lãnh đạo chỉ đạo quán triệt triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã quan tâm đầu tư ngân sách cho nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, thực hiện các đề án bảo đảm về quân sự quốc phòng, xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ ngày càng vững mạnh. Hội nghị thống nhất một số vấn đề tiếp tục phối hợp trong thời gian đến, trước mắt là tập trung chỉ đạo chuẩn bị tốt mọi mặt cho diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, rà soát phương án, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, cơ động trong ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Bình Định vừa chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện Vĩnh Thạnh năm 2021, mật danh VT21 với đề mục chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ, bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ huyện. Cuộc diễn tập nhằm nâng cao năng lực tham mưu và tổ chức điều hành cho cấp ủy, chính quyền địa phương,
các ban ngành, mặt trận, hội, đoàn thể trên địa bàn huyện theo chức năng nhiệm vụ, qua đó phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vận hành cơ chế theo Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị khóa 10, Nghị định 21 của Chính phủ, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và xử lý kịp thời chính xác các tình huống có thể xảy ra trên địa bàn, đánh bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Tất cả các hoạt động trong cuộc diễn tập đều tuân thủ nghiêm và bảo đảm các quy định phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh. Hướng đến chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày toàn quốc kháng chiến 19 tháng 12 1946, 19 tháng 12 2021, các cơ quan đơn vị lực lượng vũ trang quân khu vừa tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề phát huy tinh thần toàn quốc kháng chiến, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021. Đợt thi đua tập trung hướng vào các nội dung về tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động về ý nghĩa và giá trị lịch sử 75 năm ngày toàn quốc kháng chiến. Sự ra đời, truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam, quân và dân khu 5 anh hùng, triển khai và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị theo chức năng của từng cơ quan đơn vị, xây dựng tinh thần đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân và ý chí quyết tâm cao, đồng sức đồng lòng, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ vững và phát huy phẩm chất cao đẹp bộ đội Cụ Hồ. Tiếp nối thành tích đã đạt được trong phong trào thi đua quyết thắng và các đợt thi đua cao điểm, cấp ủy chỉ huy các cơ quan đơn vị tiếp tục phát huy cao tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức phong trào thi đua ở cấp mình, xây dựng quyết tâm và động cơ thi đua đúng đắn cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động. Gắn kết chặt chẽ và lồng ghép các nội dung chỉ tiêu của đợt thi đua cao điểm với thực hiện phong trào thi đua đặc biệt, lực lượng vũ trang quân khu cùng cả nước chung sức đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19 và đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh bộ đội Cụ Hồ. Thưa quý vị và các bạn, để luật dân quân tự vệ năm 2019 đi vào cuộc sống và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng vũ trang ở cơ sở, sẵn sàng đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống, Quân khu 5 đã tổ chức hội thi pháp luật về dân quân tự vệ. Đây là dịp để cán bộ quân sự cơ sở trao đổi, học hỏi, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, áp dụng vào thực tiễn nhiệm vụ tại địa phương. Sau đây là ghi nhận của phóng viên tại hội thi lần này. Tham gia hội thi có 66 thí sinh là phó chỉ huy trưởng kiêm tham mưu trưởng và cán bộ chủ trì phụ trách dân quân tự vệ cấp tỉnh, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp huyện, xã, phường trong toàn quân khu tham gia tranh tài ở hai phần thi, trong đó tập trung vào các nội dung thi nhận thức pháp luật về dân quân tự vệ và bắn súng ngắn K54 bài 1C. Riêng đối với phó chỉ huy trưởng kiêm tham mưu trưởng bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp huyện, cấp xã xây dựng báo cáo đề án, tổ chức lực lượng huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho dân quân tự vệ giai đoạn 2021-2025 cùng cấp. Đối với trưởng ban dân quân tự vệ, xây dựng báo cáo kế hoạch mở rộng lực lượng dân quân tự vệ cấp tỉnh. Thì với những cái kiến thức của đội ngũ cán bộ các cấp trong lực lượng vũ trang quân khu đã tích lũy được thì sẽ được vận dụng một cách cụ thể, sáng tạo, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, góp phần xây dựng lực lượng dân quân tự vệ của địa phương ngày càng vững mạnh, rộng khắp, góp phần trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc. Để thực hiện tốt các nội dung tại hội thi, trước đó Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, thành phố đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức hội thi ngay từ cấp cơ sở để lựa chọn đội tuyển. Anh Võ Duy Nhất, chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã Ân Phong, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định, là người đạt giải nhất toàn năng phần thi chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã và là thí sinh đạt điểm cao nhất môn bắn súng K54 tại hội thi. Đó chính là những nỗ lực rất lớn của anh trong nhiều ngày qua. Để có được thành tích cao trong đặc biệt trong môn bắn súng thì đòi hỏi người tập, người bắn phải thực hiện tốt cái yếu lĩnh động tác cũng như các tư thế bắn trong thực hành bắn và thường xuyên rút kinh nghiệm tại các đợt bắn. Bản thân cũng thấy rất là vui khi mà mình có được cái phần thưởng xứng đáng sau thời gian luyện tập.
Hội thi là cơ sở để đánh giá trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ các cấp ở địa phương trong công tác dân quân tự vệ, đồng thời là dịp nâng cao nhận thức, hiểu biết sâu rộng pháp luật về dân quân tự vệ, năng lực tham mưu đề xuất xây dựng lực lượng, tổ chức huấn luyện, duy trì các hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho dân quân tự vệ tại địa phương. Hội thi pháp luật dân quân tự vệ làm cơ sở cho các đồng chí cán bộ chủ trì ở cơ sở nắm chắc luật dân quân tự vệ năm 2019, nghị định, thông tư để tổ chức tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương triển khai toàn diện các cái mặt về công tác dân quân tự vệ, xây dựng lực lượng nòng cốt thực hiện các nhiệm vụ giữ vững an ninh trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trong cái phòng chống dịch COVID-19. Sau 4 ngày tranh tài, ban tổ chức đã tặng cờ, bằng khen, giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc tại hội thi. Trong đó nhất toàn đoàn thuộc về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định, giải nhì thuộc về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam và Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đạt giải 3. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân khu 5 lần thứ 6 giai đoạn 2021-2026 đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Nhìn lại chặng đường 5 năm, có thể khẳng định công tác hội và phong trào phụ nữ trong lực lượng vũ trang quân khu đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, tạo được những dấu ấn quan trọng. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Trịnh Thị Hường, nhân viên văn thư phòng tham mưu, kiêm chủ tịch Hội Phụ nữ Sư đoàn 315, là một trong những đại biểu được chọn để tham gia phát biểu tham luận tại đại hội. Với nhiều mô hình cách làm tiêu biểu, trong đó là góp vốn xoay vòng tại sư đoàn, mô hình này đã phát huy tinh thần tương thân tương ái tại đơn vị. Nhiều hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn phát triển kinh tế gia đình, ổn định đời sống và cũng là mô hình tiêu biểu được các đơn vị khác học tập. Thì chúng tôi là vận động hội viên tự nguyện với tinh thần tự nguyện, một tháng là 1 đến 2 triệu đồng cùng với lại cái nguồn vốn của ban phụ nữ quân đội cho vay không tính lãi. Thì chị em đã mạnh dạn đầu tư, tăng gia sản xuất để phát triển gia đình. Thời gian qua, mặc dù chịu ảnh hưởng chi phối, nhất là do dịch bệnh COVID-19, nhưng phong trào phụ nữ, công tác phụ nữ lực lượng vũ trang quân khu vẫn được duy trì có hiệu quả các mặt công tác, thực hiện đồng bộ, hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, chương trình hành động. Những chương trình như mái ấm vùng biên của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, thi đua dạy tốt học tốt của trường quân sự quân khu 5 đã thể hiện tính sáng tạo, nhiệt huyết của cá nhân, các cấp hội phụ nữ trong lực lượng vũ trang quân khu. Chúng tôi vẫn bám sát các mô hình đã từng phát triển ở nhà trường và phát triển lên thành những mô hình lớn hơn, duy trì thường xuyên hơn. Thường vụ đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu đã chỉ đạo Cục Chính trị Quân khu có hướng dẫn rất là cụ thể để giáo dục, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực, bản lĩnh, trí tuệ, sức khỏe cho chị em phụ nữ, đặc biệt là chăm lo đến hạnh phúc gia đình, phấn đấu xứng danh bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời kỳ mới, ra sức đẩy mạnh cái phong trào thi đua của hội để góp phần tích cực vào thực hiện cái nhiệm vụ chính trị ở trung tâm của các cơ quan, của các đơn vị trong những năm tới. Từ những phong trào thi đua đã có nhiều cá nhân tập thể được khen thưởng tại đại hội. Đó là động lực và cũng là những tấm gương để phong trào phụ nữ trong lực lượng vũ trang quân khu ngày càng được nhân rộng, có những bước tiến lớn, vững chắc trong thời gian tới. Tiếp sau đây là những nội dung đáng chú ý khác. Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang quân khu 5, 16 tháng 10 1945, 16 tháng 10 2021, đoàn công tác của quân khu 5 do Thiếu tướng Trương Thiên Tô, Phó Chính ủy quân khu làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng hơn 100 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng, tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hơn 300 người dân và hỗ trợ số lượng lớn vật tư y tế cho xã Hương Trà, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi. Hương Trà là vùng căn cứ cách mạng, dân tộc Co chiếm đa số. Mùa mưa thường xuyên xảy ra sạt lở đất, điều kiện kinh tế, cơ sở vật chất hạn hẹp, cuộc sống người dân nơi đây còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.
Việc làm này thể hiện tinh thần sẻ chia, tương thân tương ái của lực lượng vũ trang quân khu 5 với người dân nơi đây, nhất là trong thời điểm dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Bộ Tư lệnh Quân khu phối hợp với tỉnh Đắk Lắk tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các chức sắc chức việc trong các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Với tinh thần quân dân chung sức đồng lòng phòng chống dịch COVID-19, 102 chức sắc chức việc thuộc 15 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã được tiến hành tiêm vaccine AstraZeneca. Trước đó, các chức sắc chức việc tôn giáo đã được Bệnh viện Quân y 13 cùng các hội đoàn thể tỉnh tổ chức đưa đón, hướng dẫn khai báo y tế, xét nghiệm theo đúng các quy định của Bộ Y tế, bảo đảm tuyệt đối các quy định phòng dịch. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định vừa tổ chức huấn luyện công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2021 cho 63 cán bộ đội phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn của lực lượng vũ trang tỉnh với các nội dung như hướng dẫn công tác phòng chống thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, một số hoạt động cơ bản trong ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai đối với khu vực ven biển, phương pháp hạ thủy tàu thuyền xuống bến, kỹ năng lái tàu xuồng trên sông, biển, kỹ thuật lái xe kéo sơ móc, huấn luyện bơi, cứu người bị nạn, công tác sơ cứu người bị nạn, phương pháp tìm kiếm cứu người bị nạn và phương tiện. Đợt huấn luyện nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ nhân viên kiêm nhiệm công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh sử dụng thành thạo các loại phương tiện, trang thiết bị khí tài chuyên dùng trong công tác cứu hộ cứu nạn, sẵn sàng cơ động ứng cứu, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, quân khu 5 phối hợp với quân khu 7 tổ chức lễ tưởng niệm, nhận và bàn giao 31 bộ tro cốt của người tử vong do COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh, có quê quán ở các tỉnh, thành phố trên địa bàn quân khu 5. Trong chuyến hành trình hơn 2.000 cây số, cán bộ chiến sĩ khu 5 đã vượt qua mọi khó khăn để làm tròn nhiệm vụ thiêng liêng với gia đình người đã khuất. Ngay khi tiếp nhận tro cốt của các nạn nhân từ thành phố Hồ Chí Minh, đoàn công tác của Cục Chính trị Quân khu 5 đã vận chuyển và bàn giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, thành phố trên địa bàn quân khu để trao lại cho các gia đình nạn nhân lo hậu sự. Bằng tất cả trách nhiệm và tình cảm của những người lính, không kể nguy hiểm, vất vả, các anh đã hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng của mình để đưa đồng bào về với quê hương, với người thân. Đây là nghĩa cử có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, xuất phát từ mệnh lệnh trái tim của người chiến sĩ vì nước, vì dân. Chúng tôi nghĩ rằng là một nhiệm vụ rất là thiêng liêng và cao quý. Chúng tôi xem những cái nạn nhân tử vong là giống như người thân của mình. Vì trên đường cơ động về, mặc dù là thời tiết nó không được thuận lợi, nó mưa, gió theo ảnh hưởng của cơn bão số 6. Bằng cái tâm huyết của mình là động viên anh em ở trong tổ công tác để triển khai bằng nhiều phương án, bằng mọi giá, chúng tôi phải hoàn thành nhiệm vụ. Trong cái điều kiện thì cái việc đi đón của địa phương cũng như gia đình có những khó khăn, thì với sự quan tâm của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 như vậy thì địa phương rất là cảm kích và biết ơn trước cái sự chia sẻ của những người lính đối với địa phương. Rời quê hương vào thành phố Hồ Chí Minh để mưu sinh lập nghiệp, những nạn nhân không may đã tử vong do dịch bệnh COVID-19, không người thân, không bạn bè bên cạnh. Còn với những người còn sống, việc chờ đợi đón nhận thân nhân trở về thực sự quá dài. Giây phút nhận được tro cốt của thân nhân là nỗi đau xót quá lớn. Tuy nhiên, với sự giúp đỡ hết mình, chu đáo của cán bộ chiến sĩ khu 5, họ cảm thấy phần nào được chia sẻ những mất mát. Họ biết rằng không ai bị lãng quên và không ai bị bỏ lại phía sau. Trời mưa, đường xóa xa xôi mà có chú bộ đội nên là quan tâm đến người dân, đưa em chúng tôi từ thành phố về đến đây. Gia đình rất là cảm động, không biết nói gì hơn, chỉ biết cảm ơn nhưng không biết có gì hơn nữa. Tôi rất xúc động và cảm ơn các đồng chí chiến sĩ bộ đội quân khu 5 đã thờ giúp nhân dân và gia đình tôi đưa thân nhân từ Sài Gòn về Đà Nẵng, tạo điều kiện cho thân nhân những người đã mất mát để gặp lại được những người thân trong gia đình mình như thế này, rất cảm động. Lễ tưởng niệm các nạn nhân diễn ra chu đáo, trang nghiêm mà vẫn bảo đảm công tác phòng chống dịch COVID-19. Nghĩa tử là nghĩa tận, việc làm này của bộ đội quân khu 5
không chỉ thể hiện trách nhiệm đối với nhân dân mà còn là sự sẻ chia những đau thương mất mát to lớn đối với gia đình các nạn nhân, vừa tăng cường tình đoàn kết quân dân, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tô thắm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Chương trình truyền hình Quân khu 5 kỳ này xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.